cựu người mẫu trang trần nổi đoá khi con gái bị chê không thừa hưởng nét đẹp của bố mẹ trước bình luận bày tỏ ý kiến nhận xét bé kiến bình thường không thừa hưởng nét đẹp của bố mẹ khiến trang trần tức giận lên tiếng đáp trả cách đây không lâu trên mạng xã hội trang trần vừa đăng tải hình ảnh con gái bé kiến lửa sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như không có một cư dân mạng bất ngờ vào chê bố đẹp mẹ sinh mà con trông bình thường quá vậy khiến chân dài nổi đoá dòng bình luận của người này khiến trang trần cảm thấy bức xúc và nhanh chóng lên tiếng đáp trả cô quan niệm rằng dù một đứa bé không xinh đẹp cũng không nên chê vì như vậy sẽ mang nghiệp khẩu ngôn trên trang cá nhân cựu người mẫu viết con em em cũng mong nó bình thường như thế này là hạnh phúc lắm các anh chuyện đã đẻ chưa để nghe em nói mà thấm sinh ra một đứa trẻ lành lặn hình hài phát triển tốt đã là hồng ân may mắn của phước tổ tiên để lại cho nên đừng đặt quá nhiều kỳ vọng và ép con theo kỳ vọng bắt nó đầy hy vọng Cô cũng khẳng định sẽ không quá quan trọng ngoại hình của bé, mà chỉ mong rằng bé luôn vô tư và vui vẻ là niềm vui lớn nhất của người làm mẹ, chúc mấy anh chị chê bai con em hãy dáng đẻ và nuôi con bình thường như em, xin cảm ơn cựu người Mẫu Trang Trần đáp trả. Được biết, bé Kiến Lửa là con gái đầu lòng của người Mẫu Trang Trần và bạn trai doanh nhân Việt Kiều, hiện bé đã được gần 5 tuổi. Con gái Trang Trần được cư dân mạng khen ngợi khi sở hữu nhiều đường nét sắc sảo từ mẹ. Đặc biệt đôi chân dài trong tương lai nối nghiệp mẹ sẽ thành công trên con đường người mẫu chuyên nghiệp bạn là người có tiếng nói trong xã hội hãy bình luận để thể hiện điều đó trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin hãy cho một lượt thích chia sẻ và đừng quên bấm nút theo dõi kênh xin chào và hẹn gặp lại